Tập 21. Để chúng ta yêu thương nhau lần nữa được không? Đừng buồn, Gia Vũ. Cảm ơn anh. Cảm ơn tình yêu 7 năm nay của anh đối với em. Cảm ơn anh 7 năm nay đã bầu bạn cùng với em. Tuy là chúng ta không còn là bạn trai bạn gái nữa, để em làm người nhà của anh được không? Đã 7 năm rồi, thì sao đã qua lâu như vậy rồi? Tuy rằng mình muốn Gia Vũ học làm một người trái đất, nhưng trái đất nguy hiểm trùng trùng, khắp nơi đều là cửa ải của thiên ma dương đang canh giữ. Bản thân mình cũng sắp chơi xong rồi, dựa vào đâu mà bắt Gia Vũ học chứ? Phiền quá đi. Kỳ lạ, sao lại không nói nữa chứ? Đào Vũ Phi, đây là do anh Hải. Tôi biết tôi đã tạo thành phiền phức lớn cho cô, nhưng cô có cần phải vào lúc nửa đêm gọi tên của tôi không? Cho dù là Gia Vũ hay là công việc, tại sao lại xuất hiện lần nữa, Đào Vũ Phi? Lý Thần Âm, xin lỗi. Đừng khóc nữa. Xin lỗi. Sao cô lại ở đây? Hạt cà phê rất ngon. Cảm ơn nhé. Cô suốt cuộc làm sao vào đây được? Cánh cửa đó rất là tiện. Anh quên rồi à? Được rồi cưng à, buổi sáng hôm nay tôi muốn ăn 2 cái trứng ốp la, gà, còn 2 phần rau xanh nữa. Tùy cô. Tất cả đều do anh nợ tôi.
Triển lãm chung đột nhiên vô cớ trái giao ước hại công ty tôi, ngay cả chỗ đứng cũng không có, đều là do anh hại. Tóm lại tôi mặc kệ, anh phải làm bữa sáng cho tôi. Được rồi, ngoan, ngoan. Nếm thử xem. Thế nào? Bình thường. Tiếp tục cố gắng. Đợi một chút, bữa trưa chuẩn bị xong. Bữa trưa. Tôi nghĩ tôi sắp thất nghiệp rồi. Còn anh chính là kẻ đầu sỏ gây nên. Cho nên khoảng thời gian này phải trông cậy anh nuôi tôi. Cái gì chứ? Tại sao mình lại mơ giấc mơ kiểu này chứ? Đào Vũ Phi, tại sao tôi chỉ có thể giày vò anh trong mơ chứ? Vào đi. Trung tổng, bên phía CK vừa gọi điện đến hỏi chúng ta đã nhận được thư mời của luật sư và chi phí của việc làm trái hợp đồng chưa. Vậy cậu cảm thấy bây giờ nên xử lý thế nào? Trương Ứng Thiên bây giờ chính là khí thế của một điền chủ, rõ ràng tất cả đều dùng tiền để giải quyết. Cho dù chúng ta không chấp nhận đi theo con đường pháp luật, e là cũng phải kéo dài một khoảng thời gian. Lúc đó triệu tập của đối phương đã làm xong rồi. Luật sư của đối phương nói hy vọng chúng ta gửi cho họ một bức thư chính thức. Tạm thời không trả lời đi. Để pháp vụ của Khanna nghiên cứu đầu đuôi chuyện này và còn cả nội dung của bức thư, sau đó mới đưa ra câu trả lời chính thức. Cho nên Trung tổng có ý tiếp tục cùng GK đọ sức sao? Quyết định nằm ở GK sao? Quyết định nằm ở trên người của Vũ Phi. Nhưng mà cậu cảm thấy tôi sẽ đối phó với Vũ Phi sao? Tóm lại, thư luật sư của GK để đến cuối cùng mới xử lý, giúp tôi hẹn Vũ Phi trước. Lý Thực Âm không xử lý được cậu ấy, tôi ít nhất cũng phải biết Vũ Phi đang nghĩ cái gì. Dân. Nào, 1, 2, 3. Gia Vũ xin chào, tôi là Gia Hữu. Xin chào Quang Ngân, xin chào, tôi là Hào Hào. Quang Ngân gia nhập chúng tôi, trở thành một phần tử của chúng tôi. Đúng vậy, không ngờ lại có ngôi sao lớn gia nhập vào chúng tôi. Đúng, có được Gia Vũ, thành tích của chúng ta nhất định sẽ một đường tiến thẳng. Đúng vậy, hơn nữa Gia Vũ có một từ điển sống. Sau này vấn đề thể thao cứ hỏi anh ấy là được. Đúng vậy, tôi cũng không phải ngôi sao lớn gì. Sau này mọi người đều là đồng nghiệp, xin chiếu cố nhiều hơn. Vậy có vấn đề gì? Đúng rồi, tôi dẫn cậu đến vị trí của cậu. Nào, được. Đây chính là vị trí của cậu. Sau này có vấn đề gì cứ trực tiếp hỏi tôi. Được rồi, cảm ơn. Thu Gia Vũ, bắt đầu từ hôm nay cứ để mọi thứ quay về số không đi. Phải tin tưởng bản thân, nhất định có thể. Cái này cho anh. Tôi là tổng giám kinh doanh của Kình Năng.
Tôi tên là Joy, hoan nghênh anh gia nhập. Tổng giám xin chào. Lúc tôi vừa mới đến đã bị bao dây rồi cho nên không kịp đến tìm cô. Thật ngại quá. Không sao, sau này gọi tôi là Joy được rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm. Số tài liệu này anh xem trước đi. Giờ việc mới có lẽ sẽ giúp ích được. Vâng. Đừng có căng thẳng như vậy. Có vấn đề gì cứ hỏi đồng nghiệp. Nếu không tìm tôi cũng được. Tên ngốc này. Vậy nhé. Được, tạm biệt. Tử Hào, dân, phần tầm nhìn chính cậu phụ trách chính là loại bỏ TEF, làm nổi bật sự đặc biệt của các giáo viên còn lại. Biết rồi. Tiểu Mẫn, cô phụ trách bố trí nhân lực. Được. Đại Phân, dân, số tay triển lãm cậu sử dụng nhiều, cho nên cô bắt buộc phải xác nhận lại lần nữa rồi mới đưa đi in. Nhất định rồi. Tiểu Mẫn, cô không phải giúp Đại Phân đi. Được, không thành vấn đề. Phẩm Gia, cô hãy các nhà thầu thi công đến hiện trường xem thử, sau đó xác định với bọn họ phong cách chúng ta cần. Tôi biết. Tôi còn chưa nói hết mà. Tôi rất bận, có thể nói hết một lần không? Cô phải đòi bản vẽ 3D từ nhà thầu, sau đó để bà chủ xem thử. Cô cũng biết bà chủ rất chú ý cái này. Tôi biết rồi. Phẩm Gia, để mình đi cùng với cậu. Trước khi đều là mình thảo luận với họ, mình sẽ biết xử lý thế nào. Không cần đâu. Triển lãm 3 người đã bị cô biến thành triển lãm 2 người rồi. Tôi thấy cô giúp đỡ thì chúng ta không cần triển lãm nữa. Không sao, mày có thể tự xử lý. Bây giờ lúc này chúng ta cứ nhịn một chút đi. Mày có vấn đề gì sẽ hỏi cậu ngay. Thần Âm à, cô thực sự muốn giúp đỡ sao? Tôi thấy mọi người đều vất vả rồi. Cô đi giúp các đồng nghiệp mua chút đồ ăn đồ uống. Hello mọi người. Tôi thấy mọi người vất vả rồi. Nếu như mọi người muốn uống cà phê trà sữa hay là muốn ăn chút sandwich, cứ đến chỗ Thần Âm gọi, tôi mời. Cảm ơn Y Phạm. Cảm ơn Y Phạm, được khách sáo. Trung Dục thực sự đã đóng băng Thần Âm rồi. Đúng vậy. Khanna giống đem triển lãm 3 người của thầy trở thành kế hoạch lớn nhất trong năm. Bây giờ thầy rút ra rồi, ảnh hưởng rất lớn với cả triển lãm. Chị Thần Âm là người phụ trách, không thể không chịu trách nhiệm. Nhưng mà tôi nghĩ chị Trung Dục có lẽ muốn lợi dụng vị trí như vậy để xây dựng uy tín.
Vậy thực âm tiếp tục theo đây sẽ ra sao? Tôi cũng không biết. Nhưng mà nếu như cứ bị đóng băng, tôi thấy không cần đợi sa thải. Chị ấy có lẽ không thể tiếp tục ở lại. Nhất định phải cố gắng rất nhiều. Cô ấy nếu như đề nghị từ chức trước, có nghĩa thừa nhận tất cả là lỗi của cô ấy. Sau này ở trong ngành khó mà trở mình. Đi, chúng ta đến Khang Nga. Dân. Tôi hy vọng chị hiểu. Tôi rút khỏi triển lãm không có liên quan đến Lý Thần Âm. Đừng nhập vào cô ấy. Cho nên cậu nhập vào tôi. Tôi vừa đến Khang Nga thì cậu đã rút khỏi triển lãm phụ trách hơn nửa năm. Tôi không có lý do gì để nhập vào chị. Vậy xin cho tôi một lời giải thích. Nhiều năm như vậy rồi, cậu lúc nào cũng vậy. Mặc kệ cậu làm chuyện tốt hay chuyện xấu, mỗi một chuyện cậu đều không chịu nói ra. Tôi thực sự không hiểu quan hệ của hai chúng ta bây giờ suốt cuộc là tốt hay xấu. Nếu như cậu có chuyện gì khác thì tôi có thể giúp được. Cứ trực tiếp nói với tôi, không có chuyện gì khác. Tôi chỉ là muốn biết tại sao cậu thuận theo Trương Ứng Thiên như vậy. Xin lỗi. Xin lỗi. Lần đầu tiên cậu nói xin lỗi với tôi, hoàn toàn không giống cậu. Tại sao cậu lại làm như vậy? Tôi chỉ có thể nói, có lúc muốn đạt được mục tiêu quan trọng hơn thì bắt buộc phải hy sinh một số chuyện. Cho nên tôi mãi mãi là thứ bị hy sinh đó. Nếu như chị cần, tôi có thể nói là 100 lần xin lỗi chị. Cậu đến đây là vì muốn cầu tình cho Lý Thần Âm sao? Xem ra cô ta trong lòng cậu là quan trọng nhất. Cà phê này chính là chuyện quan trọng mà anh nói sao? Cô bận giúp mọi người mua cà phê, chắc chắn là quên mua cho bản thân. Đó là Y Phạm mời. Tôi không muốn uống cà phê mà cô ta mời. Cho nên ly này tôi mời. Cầm đi. Hôm nay anh thực sự rất kỳ lạ. Một ly cà phê đã muốn chuộc tội sao? Anh có biết bây giờ anh hại tôi rất thê thảm. Nếu tôi tiếp tục bị đóng băng như vậy, thực sự sẽ cuốn gói ra đi. Ai cho phép cô đi chứ? Thái độ nói chuyện này của anh cùng với bà chủ mới của tôi cũng chính là chị Chung Dục của anh. Thực sự rất là giống. Hai người thực sự rất là ăn ý. Chúng tôi nói cùng một câu bởi vì tôi và chị ấy không muốn tạo thành cục diện. Cô không thể lăn lộn ở trong cành này. Có hiểu không? Làm ơn đi, cục diện bây giờ của tôi đều do anh tạo ra mà có. Nói chuyện như vậy thực sự quá giả tạo đi. Cho nên tôi ở trong mắt của cô chính là một tiểu nhân. Tôi giả tạo với cô có ích lợi gì? Tình hình bây giờ tôi cũng rất là tức giận. Cô tưởng tôi muốn sao? Được, vậy anh nói cho tôi phải làm sao đi. Cô, tại sao lại nhìn tôi như vậy? Tiếp theo đây cô nên làm gì? Là môn học của cô phải tự mình đối mặt. Nếu như cần sự giúp đỡ của tôi, ngoài trừ việc lấy tranh của tôi ra, cái gì tôi cũng đồng ý. Đột nhiên nói chuyện với tôi như vậy, tôi thực sự là có chút không quen. Không quen thì bỏ đi. Tóm lại, uống cà phê xong dịch dậy tinh thần, trở về đối diện với Chung Dục. Gan của cô không phải rất lớn sao? Nếu như vậy đã bị đánh bại rồi, cô cũng thật khiến người khác quá thất vọng đi. Đi trước đây. Hãy nhớ, nếu như cần tôi lúc nào cũng có thể tìm.
Thật ngại quá, anh có thể giúp tôi xem cái này không? Tôi có chút không hiểu. Cái này không phải do tôi phụ trách, anh tự mình nghiên cứu một chút được không? Thật ngại quá. Anh Gia Vũ, thật ra có thể không cần nghiêm túc vậy đâu. Tại sao? Số tài liệu đó đều là tài liệu cũ của công ty trước. Tôi nghĩ Joy sắp xếp như vậy chỉ là sợ anh không có chuyện gì làm. Nếu như thực sự xem không hiểu, không sao đâu. Anh cứ thoải mái ở đây là được rồi. Dù sao thì không ai quản anh. Chúng tôi rất ngưỡng mộ anh. Được, để tôi nói với anh ấy. Gia Vũ, thật ngại quá. Có, trong phòng họp lớn có khách hàng đến họp. Bọn họ biết anh đang ở đây, muốn cùng anh chụp tấm hình. Được, được, anh ấy nói là được. Cảm ơn nhé. Đợi đã, khoác cái áo khoác vào đi. Chụp như vậy thì đẹp hơn. Rất tốt. Cuối cùng cô cũng tự mình đến đây nói chuyện với tôi rồi. Nhưng mà tôi cho rằng tôi đã nói chuyện rất rõ ràng. Buổi triển lãm này cũng không được phép nhúng tay vào. Trung tổng, xin chị hãy để tôi tham gia. Tôi nhất định có thể giúp được. Nếu như cầu xin có tác dụng thì trên thế giới này đã không cần câu chịu trách nhiệm. Lý Thần Âm, cô được người khác chiếu cố quen rồi. Uống cà phê xong vực dậy tinh thần, trở về đối mặt với Chung Dục. Gan cô không phải rất lớn sao? Nếu như vậy đã bị đánh bại thì cô cũng cực khiến người khác quá tức giọng đi. Chung tổng, thì bây giờ không để tôi làm việc là muốn bỏ tôi đi sao? Hy vọng chị có thể nói chuyện rõ ràng hơn một chút, như vậy tôi có thể dễ tính toán. Ai không cho cô làm chứ? Ai để cô đi chứ? Tôi chỉ nói không cho cô đụng vào triển lãm này, không nói là cô không thể làm chuyện khác. Vậy ý của chị là tôi có thể tự mình sáng tạo công việc sao? Lúc đầu nhất tổng kiên trì bảo tôi giữ cô lại, nói cô là một nhân tài có thể đào tạo. Tôi chỉ nghe mà thôi. Bây giờ xem ra cô đúng thật là có tầm mắt. Nhưng mà trong mắt của tôi, cô chỉ là một tờ giấy trắng. Hơn nữa nét đầu tiên đã là vết đen. Điều bây giờ cô cần làm nhất chính là chứng minh mỗi một nét của cô đều có giá trị mà giúp tổng nói. Dân, tôi hiểu rồi. Tôi nhất định sẽ không khiến chị thất vọng. Đừng nói sớm như vậy. Giá trị mà tôi kỳ vọng vượt xa hơn với cô nghĩ. Tôi nhất định sẽ cố gắng để được chị công nhận. Trở về làm việc đi. Xem mình là gì chứ? Vật may mắn. Tùy tiện chụp sao? Thì ra người rời khỏi sân bóng như mình vốn không có ai quan tâm. Ngày đầu tiên đi làm là một ngày đầy hy vọng. Mọi người cùng cố gắng thôi. Xem ra là rất vui vẻ rồi. Không đúng. Trước giờ chưa từng thấy anh ấy viết bài viết tràn đầy năng lượng tích cực như vậy. Có phải là do gặp chuyện gì rồi không? Không được. Giám đốc Lư sao? Xin chào, tôi là giám đốc trước kia của đội Hắc Hùng Lưu Khả Sang. Cô còn nhớ tôi không? Giờ đúng thật là phong thủy luân lưu. Trước kia Lý Thực Âm quên quan như vậy, bây giờ các người nằm ở đó không đứng dậy nổi. Như vậy quyền phụ trách Khanna đều rơi vào tay cô rồi. Khanna vốn đang dựa vào tôi. Lý Thực Âm cứng nhắc đó vốn không thích hợp ở trong ngành này của chúng ta. Trước kia còn nghĩ cả đống cái sách đối phó cô ta, nhưng bây giờ không cần nữa. Dù sao sớm muộn cô ta cũng sẽ biến mất. Được rồi, được rồi. Lý Thực Âm một chút cũng không quan trọng. Quan trọng vẫn là Đào Vũ Phi.
Nhất Bình, triển lãm tranh lần này của Đào Vũ Phi phải tổ chức thật rầm rộ, phải dùng hết mọi thủ đoạn nâng giá tranh của cậu ta lên cao nhất. Thầy à, nhưng mà Đào Vũ Phi thực sự sẽ ngoan ngoãn để chúng ta bày bố sao? Vậy nghĩ cách khiến cậu ta nghe sự bày bố của chúng ta thôi. Nhưng mà anh ta không phải đã dựng chuyển tranh từ New York đến đây rồi sao? Vậy cửa ái này xem ra cậu ta đã qua được rồi. Nhất Minh, em có thể động não một chút không? Em không cảm thấy Đào Vũ Phi đã từng bước cắn câu rồi sao? Như thế nào? Lần triển lãm tranh này cậu ta không chịu ra tác phẩm mới, ngược lại tốn công sức dẫn chuyển một đống tranh cũ từ New York về. Tôi cho rằng đây chính là bài cuối của cậu ta. Cho nên chỉ cần cậu ta không có cách nào có tác phẩm mới nữa, chúng ta có thể xác nhận Đào Vũ Phi vốn không cách nào vẽ ra tác phẩm mới rồi. Đúng, tịch trưởng diễn đã đồng ý rồi. Ông ta sẽ phối hợp với chúng ta, chỉ đợi Đào Vũ Phi gật đầu. Chỉ cần cậu ta gật đầu, quyền độc quyền tác phẩm mới của TEF sẽ rơi vào tay của tôi. Đến lúc đó chúng ta có thể tạo ra TEF thứ hai, TEF thứ ba. Thầy à, chiêu này của thầy thật là cao. Lao. Mỗi một người đều đang biết mình đang làm gì. Chỉ có mình không biết bản thân đang làm gì. Anh Khương xin chào. Là như vậy, tiền nhà tháng trước của anh vẫn chưa có đóng. Tôi gần đây lại đợi tiền xài, xin anh mau chóng chuyển cho tôi, cảm ơn. Cái quỷ gì chứ? Alo, Khả Sang, anh hỏi em một vấn đề. Cái đó lúc nãy chủ nhà gửi tin nhắn WeChat cho anh, nói anh chưa có đóng tiền. Tình hình gì đây? Em quên mất rồi. Chút nữa em giúp anh chuyển khoản qua điện thoại. Không sao, để anh làm cho. Để anh đi nộp. Anh tự mình đi nộp sao? Anh được không? Anh biết mà, mấy số tiền có thể chuyển không? Anh đến mấy số tiền chuyển. Được thôi, yên tâm đi, chỉ là chuyển khoản thôi mà. Tạm biệt. Thực sự được sao? Được thôi, cho dù anh đợi đó, em cũng sẽ cố gắng. Chuyển khoản điện thoại, chuyển khoản nội bộ. Xem điện thoại một chút. Anh à, đã xong hay chưa? Lập tức xong ngay đây. Lấy thẻ ra trước. Không có tiền thì mau chóng ra đây. Được rồi, xong rồi. Chuyển khoản cũng không biết, mình còn biết làm cái gì? Hình như rời khỏi sân bóng, mình chỉ là một người qua đường. Cuộc đời của mình ngoại trừ bóng rổ ra, hình như chưa từng để ý bất cứ việc gì. Ngay cả chuyển khoản cơ bản cũng không biết. Khương Gia Vũ, mày còn biết làm cái gì? Alo, Khả Sang. Tiểu Âm, thế nào? Ngày đầu tiên đi làm vẫn quen chứ? Rất tốt. Còn em vẫn là bận như vậy, sao lại có thời gian mời anh đi uống cà phê?
Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm, gia nhập hàng ngũ những người đi làm. Em đương nhiên phải quan tâm anh rồi. Ở cùng anh nhất định là rất vất vả đúng không? Sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Anh cảm thấy bây giờ hai chúng ta như vậy rất là tốt. Chúng ta chia tay rồi, anh cũng đã rời khỏi đội bóng. Hình như trước kia đều do anh đang miễn cưỡng tất cả mọi thứ. Tôi gia vũ, đừng có nói những lời nản lòng như vậy có được không? Không có, anh không có nản lòng. Anh chỉ là đột nhiên nhìn rõ hiện thực. Anh cảm thấy như vậy rất là tốt. Anh rất thích sự bắt đầu mới này. Được rồi, vậy em bây giờ sẽ giảng giải cho anh nghe. Anh bây giờ phải bắt đầu là một người bình thường, một người có tư chất bình thường như em. Phải nói cho anh một số việc. Anh có biết bản thân có bao nhiêu tiền tiết kiệm, có bao nhiêu tài sản không? Tiền của anh đều do Lưu Khả Sang giúp anh quản lý, giúp anh mua vàng, đầu tư cái gì anh cũng không hiểu cho lắm. Không được, anh phải hỏi rõ ràng. Em không tin Lưu Khả Sang sao? Đây không phải vấn đề có tin Khả Sang hay không, là anh phải hiểu rõ mọi thứ của bản thân mình. Anh không thể mọi việc đều dựa vào Khả Sang. Em nghe nói rất nhiều ngôi sao bóng rổ có giá trị cao sau khi giải nghệ vài năm đều phá sản hết. Cảm ơn em còn quan tâm đến anh. Nhưng mà anh đồng ý với em, nhất định phải tìm hiểu rõ mình có bao nhiêu tiền. Còn nữa, những món đồ xa xỉ như đôi giày thể thao rất đắt tiền đó thật sự không cần phải mua nữa. Mỗi một đồng tiền bây giờ anh kiếm được đều rất đáng quý, có biết không? Anh đồng ý với em. Đừng lo, nói anh thôi, nói về em đi. Thế nào, còn đang bận triển lãm mới gì đó sao? Hay là cùng với Đào Vũ Phi? Đừng có nhắc anh ta nữa. Dù sao thì bây giờ em cũng không phải là rất bận. Công ty xem như là cho em nghỉ phép. Công ty lại đưa ra bài toán khó cho em sao? Lúc anh đánh bóng gặp được đối thủ, đặc biệt là đối thủ khó đối phó, anh sẽ lùi lại vài bước vòng qua anh ta, sau đó tìm cơ hội thuận lợi rồi mới ra tay. Vòng qua anh ta. Đúng. Đây vốn không phải là trốn tránh. Có lẽ em lùi vài bước có thể được một quả bóng 3 điểm. Em hiểu rồi. Cảm ơn anh Gia Vũ. Được rồi, thời gian nghỉ trưa cũng sắp hết rồi. Em phải trở về đi làm bình thường. Chú ý sức khỏe. Mình hình như cũng không phải cái gì cũng không biết. Đi làm thôi. Cô đã tìm được công việc mới rồi à? Đúng. Tôi muốn tổ chức một buổi triển lãm mới, đối đầu trực diện với CK. Đối đầu. Bây giờ trên thị trường có gì họa sĩ nào có giá trị thị trường cao hơn TEF chứ? Đương nhiên có. Nói tiếp đi. Mất đi TEF đương nhiên là đáng tiếc. Nhưng mà nếu như chúng ta cứ cố chấp ở điểm này, chúng ta sẽ không nhìn được toàn thể đại cục. Ý của cô là chúng ta phải vòng qua TEF, lùi vài bước nhìn xa hơn, tìm được một người, một nhà nghệ thuật có thể đối chọi lại với TEF. Tôi thích sách lược này của cô. Cho cô cơ hội này, nếu cô tìm được người đó. Cảm ơn bà chủ. Cô phải biết, nếu cô không tìm được thì hậu quả của cô sẽ là gì. Nếu như lần này cô thất bại trong giới nghệ thuật, cô sẽ không bao giờ có cơ hội trở mình. Tôi sẽ làm được. Đi tìm nhà nghệ thuật đó đi. Lý Thần Âm, lần này bà nhất định phải đánh ra được trái banh 3 điểm. Và được Trần Tổng, sau khi màu sắc được xác định, chúng tôi sẽ gửi văn kiện thông báo. Được rồi, Lý Thực Âm của góc này số cuộc muốn làm gì? Cảm ơn cô đã thông cảm, tạm biệt. Khả Sang, sao em lại đến đây? Ăn cơm không? Ăn.
Anh ăn chậm một chút thôi, không ai dành với anh hết. Sao em lại không ăn chứ? Em nhìn anh ăn ngon như vậy là em thấy no rồi. Nói cái gì chứ, nhiều như vậy một mình anh ăn không hết, đừng có lãng phí, mau ăn đi. Được, em ăn cùng với anh. Sau đó thì cái gì sau đó? Tiền thuê nhà, chuyển khoản. Là như vậy, chuyện này buổi trưa anh cái đó đã sang ngân hàng, nhìn thấy máy rút tiền, sau đó không thành công đúng không? Cho anh xem thứ này. Đây là cái gì? Tin nhắn chuyển khoản thành công. Em chuyển rồi, vẫn luôn là do em chuyển mà. Anh còn tưởng rằng tự động trừ mỗi tháng chứ. Cái gì tự động trừ mỗi tháng? Anh xem, mỗi tháng tiền nước, tiền điện, tiền điện thoại, tiền nhà, tạp chí của anh đều do em giúp anh quản lý. Nếu như tự động trừ thì em làm sao biết anh còn dư bao nhiêu tiền chứ? Làm sao biết anh có thể để dành được bao nhiêu? Đúng rồi Khả Sang, trong ví tiền anh không có tiền. Anh chắc chứ? Có cần kiểm tra một chút không? Không phải là hết tiền rồi sao? Sao lại biến ra rồi? Em thấy anh không có em thì đói chết. Cảm ơn. Bao ăn đi. Ví tiền này cũng thực sự quá thần kỳ rồi, còn tự động thêm tiền. Khả Sang, tôi cũng muốn có một cái. Đây là của riêng tôi. Muốn thì tự đi mua. Sao anh hỡi chút là đánh người, ăn hiếp A Lộc của chúng ta? Anh ấy nói sai sao? Anh em của anh đụng vào nó có làm sao? Hình như không có em. Cuộc sống của anh rất là lộn xộn. Cái gì chứ? Hôm nay không phải anh rất tốt sao? Không phải, ý của anh là hình như không có em. Khác rồi phải không? Uống nước ép đi. Uống nhiều một chút. Rốt cuộc là nhà nghệ thuật nào có thể chống chọi được với Đào Vũ Phi chứ? Học trưởng! Học trưởng à! Học trưởng! Học trưởng! Có chuyện gì? Tôi có chuyện gấp cần tìm anh. Cô nữ đêm tùy tiện xâm nhập chỗ ở của đàn ông rốt cuộc muốn làm gì? Hơn nữa cô có thể đi cánh cửa này. Không phải anh nói tôi có thể tìm anh bất cứ lúc nào sao? Nhanh như vậy đã quên rồi. Yên tâm đi, tôi sẽ không quấy rầy anh đâu. Tôi có chuyện gấp. Được, cô nói đi, chuyện gấp gì? Tôi có vấn đề muốn hỏi anh. Anh từng nói ngoài trừ tranh của anh ra thì tôi cần sự giúp đỡ gì đều có thể tìm anh. Đúng, tôi từng nói như vậy. Cô cần tôi giúp chuyện gì? Thầy TEF, tôi muốn hỏi thầy, nhà nghệ thuật từ nhỏ đến lớn mà anh kính trọng là ai? Âu Dương Hoàng. Thầy Âu Dương Hoàng. Đợi một chút, tại sao cô lại hỏi cái này? Không có gì. Câu hỏi của tôi đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn học trưởng. Thật ngại quá. Học trưởng, ngủ ngon nhé. Ngủ ngon. Thầy Âu Dương Hoàng. Âu Dương Hoàng. Thầy Âu Dương Hoàng. Thầy Âu Dương Hoàng. Quá tốt rồi, mình phải đi tìm thầy Âu Dương Hoàng tổ chức triển lãm.
Không đúng. Thầy Âu Dương Hoàng dễ gì tổ chức triển lãm chứ. Lần trước suýt chút nữa không tổ chức thành. Gọi cho nhiếp tổng. Tôi xin em làm ơn khích lệ phải tiếp tục cố gắng. Đừng vì sự đã kích lần này mà nản lòng. Tôi để lại một bức thư cho em. Lúc nào em cần hãy mở nó ra. Cứ xem như là quà chia tay tôi tặng cho em đi. Bây giờ có lẽ là lúc mình cần nhất rồi. Cảm ơn giúp tổng. Cảm ơn giúp tổng. Học trưởng. Cảm ơn học trưởng. Cảm ơn học trưởng. Cảm ơn. Lý Thực Âm, cô có bị ngốc không vậy? Nếu như nhà sống bên cạnh không phải tôi, cô cứ ồn ào như vậy, không phải bị kẻ địch điều tra rõ ngọn ngành rồi sao? Học trưởng, ngủ ngon nha. Âu Dương Hoàng, lý do là gì? Tôi đã tìm hiểu rồi. Thầy Âu Dương Hoàng là tiền bối mà Đào Vũ Phi kính trọng nhất. Nếu như chúng ta có thể giành được triển lãm mới của thầy thì trong công ty sẽ có danh dự rồi. Hơn nữa công ty, đợi một chút. Cái gì mà cô gọi là tìm hiểu không phải là từ miệng của Đào Vũ Phi hỏi ra chứ?